Xin gửi một lời chào các bác làm thợ đi vẽ chim đêm những các bác đam mê đi xơi cua, xơi cá nhá, xơi nấm, xơi mối nhá. Mấy bé em tiếp tục lên bác với những dòng sản phẩm tổng hợp về những cái mẫu đèn pin đội đầu siêu sáng nhá. Từ những cái mẫu hàng phổ thông cho đến những cái mẫu hàng cao cấp. Nhưng các bác nào nhà mình mà đang quan tâm và những dòng đèn pin đội đầu siêu sáng lên lại trực tiếp em xuống tại góc màn hình video ạ. Bên em nhận ship hàng toàn quốc nhá. Gửi hàng quay vi điện, nhận hàng và tay bác sẽ quyền được kiểm tra hàng nhá. Đấy, đúng hàng, đúng sản phẩm. Các bác nhắn tin cho em. Và sẽ báo giá cụ thể luôn nên các bác nào mà mua ở cái dòng sản phẩm nào nhá, các bác cứ alo cho bên em nhé. Đầu tiên các bác phải có mẫu đèn J78 này, mẫu đèn nhỏ gọn giá chỉ có hơn 200 ngàn, cụ thể sẽ rơi động vào 240 ngàn đồng đến 205 ngàn đồng tùy theo nhé. Bên em sẽ có chế độ sáng khác nhau. Đấy, chế độ sáng chói, sáng dịu và sáng nhấp nháy, và sẽ có hai ánh sáng khác nhau, đó là ánh sáng trắng hoặc ánh sáng vàng, các bác tùy chọn ánh sáng nhé. Các bác thích ánh sáng trắng báo em thì ánh sáng vàng báo em nhé. Mẫu đèn J78 sản xuất sẽ là 3000W nhé, giá chỉ có 200 ngàn đồng, cực kỳ là nhẹ, các bác đi cả đêm cũng không lo bị nặng đầu nhé, giá chỉ có 205 ngàn đồng nhé, bao ship vận chuyển tận nhà cho bác luôn. Đấy, kèm theo cho bác một dây sạc nhanh và một dây đỡ đầu nhé, sử dụng pin liên tục cho em từ 6 tới 8 giờ ở chế độ sáng mạnh nhất nhé. Đấy, J78 các bác nhé, các bác mua hàng là rõ cho em nhé, đèn J78, cốc đèn nhỏ gọn chóa sẽ là chóa 8cm như thế này. Đấy, tiếp theo là cái mẫu đèn mẫu mới nhất của bên cơ sở bên em này, hàng mới về, mẫu đèn C90 nhé. Mẫu đèn C90 sử dụng thay cho con K25, chóa sẽ là chóa 10cm, nhìn bóng cực kỳ là đẹp, các bác nhìn thấy không? Màu đen như này cực kỳ đẹp nhé. Nó có chế độ sáng, cũng có chế độ sáng khác nhau, và cục sạc này của nó sẽ là dòng sạc của sạc Oppo như này, nên các bác cực kỳ là tiện nhé. Các bác hỏng sạc này các bác mua đâu cũng được nhé, mua đâu cũng được, hoặc các bác thể tận dụng luôn cái sạc ở nhà. Kèm theo là một dây sạc đội đầu này, đấy, dây sạc nhanh như này và một dây đầu kèm theo, sẽ có ba chế độ sáng khác nhau, các bác nhìn thấy không? Sáng cả một vùng đấy. Đấy, nếu các bác mà soi đêm thì cực kỳ là sáng, các bác nhìn thấy chữ của đèn không ạ? Đấy, em soi nhìn sáng luôn, nhìn thấy chữ của đèn luôn. Đấy, một cái giải đèn led như này. Một chế độ sáng đầu tiên nó sáng chói như này, có ánh sáng trắng và ánh sáng vàng nhé. Đấy, sáng chế độ sáng khác nhau này, ba chế độ sáng nhé, sáng dịu, sáng chói và sáng nhấp nháy. Đây, đây ánh sáng trắng ở đây các bác nhá, ánh sáng trắng này, đấy, ánh sáng vàng này. Đấy, ánh sáng trắng và ánh sáng vàng, các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, cực kỳ là sáng nhé. Đấy, cực kỳ là sáng luôn, sử dụng pin cho em khoảng tầm 10 giờ đồng hồ nhé, 8 tới 10 giờ đồng hồ liên tục. Giá con này sẽ là 390.000 đồng nhé, 380 đến 390.000 đồng. Bên em sẽ miễn phí giao tận nhà cho bác luôn. Đấy, nhận hàng và tay bác cũng sẽ quyền kiểm tra hàng, đúng hàng, đúng sản phẩm. Các bạn nhắn tiền cho em nhé. Tiếp theo là mẫu đèn XJ9516 8000W này, XJ9516 góc nhất. Chóa của nó sẽ là chóa 10cm, cốc đèn là hợp kim nhôm này, pin là pin tháo ở độc lập được góc nhất. Riêng mẫu đèn này các bác mua một đèn được ba màu sắc khác nhau, tại vì sao? Tại vì cái riêng cái mẫu đèn này được sẽ được tặng kèm cho bác một chiếc chóa màu xanh và một chiếc chóa màu vàng, không chiếc đèn nào có nhất, chỉ duy nhất một chiếc này nhé. Các bác, nếu các bác lấy mẫu này các bác báo em đầy đủ cho các bác, sẽ kèm theo dây sạc đội đầu và dây sạc nhanh kèm theo cho bác nhé. Pin của nó sẽ là pin tháo ra độc lập, nhưng các bác mà hỏng pin sau này hỏng pin đấy, bên em sẽ có pin thay thế cho các bác nhé. Pin sạc dự phòng điện thoại như này, sạc sử dụng một trong những chiếc đèn này, sạc dự phòng điện thoại được này, sạc cổng sạc sạc Oppo được này. Đấy, đây là dây kết nối của pin với cốc đèn nhé. Đấy, cực kỳ là sáng luôn, ba chế độ sáng khác nhau, đấy, sáng chói, sáng dịu và sáng nhấp nháy. Đấy, cực kỳ là soi, cực kỳ xa không nhé. Và bên này nó sẽ sử dụng hiển thị phần trăm pin, và bóng bên này nó sẽ sử dụng một cái dải đèn led như này. Đấy, cũng sử dụng bóng sinh hoạt trong gia đình, mất điện nếu có bác trên rừng, trên đồi nhé. Đấy, trên ngoài trại, ngoài lán này, chế độ SOS này, chế độ báo động cơ động các nhé. Đấy, 450.000 trên một chiếc đèn như này nhá, giá cực kỳ là ưu đãi, 450.000 đồng, bên em miễn phí giảng tận nhà cho các bác luôn. Mẫu tiếp theo đó là cái mẫu đèn của G600 nhá. G600 hết hàng khá là lâu rồi, hôm nay thì hàng lại mới về đây. G600 sử dụng cho em pin liên tục từ 12 tới 13 giờ đồng hồ liên tục nhá. Pin và bình, dạng đèn bình như này. Đấy, cốc đèn sẽ tháo ra độc lập với bình như này. Cốc đèn là hợp kim nhôm, chóa sẽ là chóa 10cm nhé. Dây của nó dây đầu đầu dài 1m2. Sử dụng bình như này nên là các bác có thể sử dụng cài vào thắt lưng được này, đút túi quần, túi áo này. G600 cực kỳ là sáng các nhé. Cũng có chế độ sáng đấy, chói như này nhé, sáng dịu và sáng nhấp nháy nhé. Nói chung bây giờ là em đang làm thời tiết ban ngày nhá, nên nó đã không được sáng, soi không được sáng lắm. Nhưng mà đối với thời tiết ban đêm đã test thực tế rồi, cực kỳ là sáng các bác nhé. Các bác có thể tùy chọn luôn ở cái mẫu đèn G60 là mức giá 530.000 đồng nhé. Đấy, đèn bình như này đấy, và sử dụng 1200 bóng giải đèn led như này, cực kỳ là sáng khi bác mất điện nhá. Để trong nhà chỉ cần bật một chiếc bóng thôi, cực kỳ là sáng rồi, giá chỉ có 530.000 đồng. Và khi bác mua một đèn như này cũng sẽ tặng kèm cho bác thêm một chiếc chóa màu vàng kèm theo nhé. Đối với phúc không, giá tầm hơn 400 trả ra, các bác đã tặng kèm thêm một chiếc chóa vàng như này nhé.
tặng kèm một chiếc chóa vàng. Và riêng mẫu đèn này nó chỉ có dây sạc chứ nó không có đầu cắm nhá. Đầu cắm các bác phải sử dụng đầu cắm điện thoại thông minh của chúng ta là được nhá. G600 nhá, giá là 530.000 đồng. Bên em miễn phí giao hàng tận nhà cho bác luôn một chiếc đèn G600. Cái mẫu cuối cùng ngày hôm nay mới giới thiệu các bác là cái mẫu đèn mới nhất, đó là mẫu đèn ST900. Mẫu đèn ST900 này sử dụng đèn bình, công suất pin là 2200mAh. Đấy, bóng nó sẽ là 5000W này. Đấy, sử dụng cho bóng cầm cực lên này như này, cực kỳ là nhẹ lắm nhá. Đấy, chóa sẽ là chóa 10cm. Cũng tặng kèm cho bác thêm một chiếc chóa màu vàng để bác thay đổi màu sắc của đèn này. Đấy nhá. Đấy, tặng kèm cho bác xoáy cái gen này nhá. Cái mẫu này xoáy gen này ra các bác. Đấy, xoáy như này ra nhá. Để các bác thay đổi màu sắc của đèn. Và cái dạng đèn bình như này nhá. Đấy, dạng đèn bình này. Bình cực kỳ là to. Đây. Bình cực kỳ là to nhá. Công suất là hàng ST900 này. Pin là pin 2200mAh. Riêng mẫu này sẽ có dây sạc nhanh, có củ khẩn hoa cho bác này. Và tặng kèm cho bác một cái dây đeo bình nhá. Dây đeo bình để làm gì? Đấy, cái bình này rất là nặng, nó to nên các bác có thể sử dụng thêm đeo vào người nhá. Hoặc các bác cài thắt lưng cũng được, nhưng các bác nào cảm thấy vướng các bác có thể đeo trên người được nhá. Mẫu đèn ST900 giá con này nhá, hơi cao một chút, giá con này bên em đang gửi cho bác một cái mức giá là 700.000 đồng nhá. 700.000 đồng, bên em cũng sẽ miễn phí giao tận nhà cho bác luôn, nhận hàng vào tay. Các bác cũng có quyền được kiểm tra đúng hàng, bác thanh toán tiền cho em nhá. Bây giờ em sẽ đi vào test luôn nha các bác nhá. Đấy, test thực tế này. Đây bên này nó cũng sẽ có cổng sạc của điện thoại này, cổng sạc của USB này, USB sạc sử phòng điện thoại nhá. Sạc đèn bình này, đây là cổng sạc của đèn này các bác nhá. Các bác không sử dụng, các bác lấy cái nắp này đậy vào cho em nhá, nó sẽ không bị cháy được nước mưa. Cháy được nước mưa cực kỳ tốt nhá. Đây. Ánh sáng nó đây, chóa của nó cũng chóa 10 nhá, có ánh sáng trắng nguyên bản nhá. Đấy, tặng kèm cho các bác ánh sáng chóa màu vàng nhá, để các bác thay đổi màu sắc của đèn. Và cũng có những cái giải đèn LED như này. Nhá, giải đèn LED như này để sử dụng chế độ SOS báo sinh hoạt trong gia đình, các bác nhìn thấy đây. Đấy, cực kỳ là sáng như thế này nhá. Cực kỳ là sáng này. Với rất nhiều với tính năng và những cái chế độ sáng của đèn khác nhau nên các bác có thể tham khảo ở mua ở cái mẫu đèn G em xin lỗi ST900 này nhá. Sử dụng một cái bóng chế độ sáng duy nhất đây nhá, sáng duy nhất đây, các bác nhìn thấy đây. Đấy, cực kỳ là sáng, chế độ bóng sáng duy nhất như này. Và chế độ SOS ở bên sân này thôi các bác nhá. Đấy, cực kỳ là sáng luôn. Đấy, chế độ SOS các bác nhìn thấy đây. Đấy. Các bác nào mà đang quan tâm về những cái mẫu đèn bên nội đầu siêu sáng nhá của mẫu ST900 hay là những cái mẫu phổ thông khác cũng có thể liên hệ trực tiếp với em. Số thoại sẽ ghi vào góc màn hình video kia. Nhận hàng và tay có sẽ quyền được kiểm tra hàng nhá, đúng hàng như trong quảng cáo này các bác tham gia với em. Và đăng giải cái video trên kênh nhé. Một lần nữa xin được chào các bác.